là con đường Trần Khắc Trân của phường Tân Định, quận Nhất nè các bạn. Từ Trần Quang Khải đâm về hướng bờ kè tại cầu Trần Khánh Dư đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái món bánh canh 87 của cô Tuyết, rất là nổi tiếng tại đường Trần Khắc Trân, phường Tân Định, quận Nhất đây. Đây các bạn có thể thấy cái quan cảnh tổng quát từ ở ngoài quán. Quán rất là đông rồi. Họ bán đã khoảng gần chục năm rồi. Khoảng 8 năm, chính xác là 8 năm, rất là đông khách và được nhiều người biết đến. Quán nằm ngay hẻm 85, tại số 87, trên hoàn cảnh tổng quát của quán bánh canh 87. Rất là đông khách rồi. Một không gian nhỏ nhưng mà rất là đông khách. Các bạn có thể thấy không gian nhỏ thôi nhưng mà cũng rất là đông khách, ngồi chặt kín cả rồi. Và phía trước là khách chờ để mua mang về. Ăn bánh canh của cô Tuyết rất là đông. Và cả những khách ăn xong rồi đem về. Và cái bếp được đặt phía bên hông hẻm 85, rất là đông khách. Bánh canh được chưng rất là nhiều, từ chả, cua cho đến tôm cho đến cái đây là cua em, cua chị rỉa rồi á. Dạ, một tô như thế này có giá khoảng 40.000, cùng với quẩy sẽ là 43.000 nha các bạn. Với những đồ này bán lâu năm trong nghề thì làm rất là nhanh, nhắc rất là nhanh nhẹn, rất là chính xác. Sau khi làm gia vị xong thì sẽ được bỏ qua bên nồi nước súp, nước nhân của tô bánh canh. Những đầu bếp đang liên tục múc nước nhân vào trong những cái tô, những cái phần mang về cho khách. Bếp đang gói những cái phần bánh canh mang về cho khách rất là nhiều phần. Đang bỏ bánh canh vào trong cái nồi. Bánh canh sẽ được tùng trong cái nồi nước súp và nước nhân cho thật là đều để có thể đúng cái vị, đúng cái công thức mà đầu bếp của người nhà của cô Tuyết nấu từ xưa đến giờ. Hết rồi đó. Con làm cái gì cũng cẩn thận nha. Bây giờ là đang đi. Đây nha, đi nước sôi, nước sôi.
87 của tiết đại số 87 Trần Khắc Trân, Trần Khắc Trân, Trần Khắc Trân. Mở cửa phục vụ từ 2 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm hàng ngày nha các bạn. Một phần là khoảng 40.000 và quẩy là thêm 3.000. Cô Tiết ơi, cho con hỏi quán mình mở được bao lâu rồi, tại địa chỉ rồi ạ? 8 năm rồi. Mình có chi nhánh nào khác không cô Tiết ạ? Không, chỉ có cái món của mình thì nó có giá như thế nào cô Tiết? Thì trung bình cô đồng giá là 40.000 con. 40.000 con. Dạ. Nếu mà có dùng thêm quẩy thì là 43.000. Dạ. Quán mình mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ cô Tiết ạ? 1 mang về, 1 mang từ 2 giờ chiều. 1 mang về. Đầu giờ cho tới 8 giờ, 9 giờ. Dạ. Nói chung là con bé chua gió hết rồi đó. Dạ. Có khi là cũng kéo 9, 10 giờ. Dạ, dạ. Đó thì hơi bị hiếm. Dạ. Rồi, cũng là 8 giờ. Dạ. Rồi, cũng cảm ơn cô Tuyết nhiều ạ. Cua 87 của mình nó có những thành phần nào không nó được? Có tôm, cua, chả, yeah, trứng, tuyết và nấm rôm em. Tuyết là cái gì cô hả? Cục tuyết mình ăn. À, tuyết là đó, yeah, là nó như vậy. Đó, tuyết với, yeah, nấm rôm vậy đó. Nó là một, yeah, câu của nó là trung bình nó là như vậy. Dạ, yeah, yeah, rồi con cảm ơn cô nhiều. Cô Tuyết đang múc bánh canh cho khách. Cái này là đầy đủ nè. Cái này đầy đủ của ai? Của con gì đó. Chiên bánh thêm. Cái này là bánh thêm rồi cô Tuyết. Bánh thêm. Bánh thêm một phần này bao nhiêu tiền cô? 15.000. 15.000 một cái chiên bánh thêm này. Đúng rồi. Bây giờ mình múc cái gì em ấy chị? Kéo vào quán bánh canh cô Tuyết rất là đông. Và trong bếp thì những đầu bếp, những người phụ bếp liên tục làm để nhanh chóng đưa những tô bánh canh ngon, những tô bánh canh cua tốt nhất, ngon nhất tới bàn khách một cách nhanh chóng. Rồi,